Chất agroten là gì? Agroten ảnh hưởng đến hiệu suất sử dụng phân đạm ra sao? Nội dung cụ thể sẽ được Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng hướng dẫn chi tiết. Kính thưa bà con nông dân và quý khán giả, hôm nay thì chúng ta nói chuyện về cái vấn đề cái tác dụng của cái hoạt chất agroten để mà phối hợp vô cái phân bón, đặc biệt là phân urea để tạo nên một cái đạm là hạt vàng đầu trâu 46A+, tiết kiệm phân bón, và phối vô các sản phẩm NPK để bón cho các loại cây trồng, là bón cho cây lúa, đạt được cái hiệu quả là tiết kiệm mà năng suất và chất lượng tăng lên. Agroten là gì? Agroten là một cái hoạt chất gọi là N-butin triophosphoric triamide, một tiến bộ kỹ thuật của các nhà khoa học của Hoa Kỳ, và công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đưa cái hoạt chất agroten này về thử nghiệm ở cánh đồng của Việt Nam trên các loại cây trồng và phối hợp vào phân urea để tạo ra được đạm hạt vàng 46A+ và gọi là đầu trâu agroten đó, và phối hợp vô các phân bón NPK để mà hướng dẫn bà con nông dân sử dụng là bón tiết kiệm, bón tăng cái hiệu quả lên. Cái cơ chế của cái hoạt chất agroten này là nó sẽ làm chậm đi cái quá trình phân giải và bốc hơi của cái dạng phân đạm, đặc biệt là phân urea. Bà con biết là cái phân urea là tỷ lệ bốc thoát hơi là nó sẽ cao nhất trong các loại phân bón. Và để tiết kiệm được cái lượng phân urea giữ lại cho đất và cho cây thì cái hoạt chất mà agroten này nó sẽ làm hạn chế cái bốc thoát hơi của cái urea. Và qua tất cả những cái số liệu thử nghiệm, khảo nghiệm trên cây lúa và các loại cây trồng khác thì cho thấy là hiệu suất mà khi mà có trộn cái agroten này vào trong cái phân bón thì nó sẽ làm chậm đi, giảm đi cái sự thất thoát phân bón, phân đạm. Nói tóm tắt lại là gì? Để cho bà con dễ hiểu, nếu mà bà con bón urea bình thường là một bao 50kg thì bà con sẽ bón cái đạm đầu trâu 46A+ hạt vàng đó là 35kg, tức là tiết kiệm được 15kg. Đó, tỷ suất là như vậy. Và đặc biệt là cái đầu trâu agroten đó nó sẽ nằm ở trong đất có một thời gian tương đối lâu hơn, giúp cho cây trồng hấp thu từ từ và nó phát triển từ từ và nó xanh bền, xanh sáng, xanh lâu để giúp cho cái việc mà cân đối dinh dưỡng trong cây trồng một cách hợp lý. Và công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đưa cái hoạt chất agroten này vào trong các loại phân bón NPK, và đối với cây lúa thì đã đưa vào phân bón là đầu trâu agro lúa 1, đầu trâu agro lúa 2, giúp cho bà con nông dân có thể sử dụng rất là tiện lợi. Agroten chứa hoạt chất đạm N-butin triophosphoric triamide NPBT có tác dụng ức chế men urea, giúp tăng hiệu suất sử dụng đạm 20-30%. Bà con lưu ý là khi sử dụng là cái phân bón có tiến bộ kỹ thuật là agro đó, là tức là có hoạt chất agroten đó, thì bà con nên bón theo hướng dẫn là thí dụ như agro lúa 1 bón đợt 1 là 7-10 ngày là 100 cho tới 150kg một hecta, thì bà con phải nhìn theo đất, nhìn theo cây để mà lựa cái liều lượng thích hợp. Nếu mà đất của mình là xấu và cây của mình là nó không đẹp thì bà con tăng lên là 150kg cho một hecta. Nhưng nếu mà đất mình nó tốt, cây mình nó tốt thì mà con sụt xuống còn 100kg cho một hecta. Tức là liều lượng bón phải theo hướng dẫn và phải theo thực tế đất trồng và cây trồng của bà con. Cũng như vậy đối với agroten lúa 1 mà bón đợt 2, 18-22 ngày sau khi xạ thì bà con cũng điều chỉnh theo hướng dẫn ở trên bao bì từ 100kg tới 150kg cho một hecta. Nhưng mà thực tế là theo cây trồng và đất trồng. Và đặc biệt là đầu trâu agro lúa 2 bón đón đồng thì khi nào lúa có tim đèn thì bà con sẽ bón và điều chỉnh cái lượng bón từ 100 cho tới 150 kg một hecta, tùy theo cái màu lúa của bà con, nó hơi xanh hay nó vàng thì cái đó là bà con phải bón, nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây mà bón thì sẽ đạt được cái hiệu quả rất là tốt khi sử dụng cái bón phân đầu trâu agro lúa 1 lúa 2. Ảnh hưởng của agroten đến hiệu suất sử dụng phân đạm.
Phân ure là loại phân có tỷ lệ bốc thoát hơi cao nhất trong các loại phân bón. Hoạt chất agroten giúp làm chậm quá trình phân giải và bốc hơi của phân đạm ure. Khi trộn agroten vào phân bón, đặc biệt là phân đạm, làm giảm tỷ lệ thất thoát phân đạm từ 20 đến 30%. Giai đoạn của cây lúa từ 7 đến 10 ngày, bón phân chuyên dùng đầu trâu agro lúa 1. Giai đoạn cây lúa 18 đến 22 ngày, bón phân chuyên dùng đầu trâu agro lúa 1. Giai đoạn đón đồng, bón phân chuyên dùng đầu trâu agro lúa 2.